Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay, về xem đường chỉ tay công danh, ai là người có công danh vượng phát, ai là người lận đận và khó khăn nhất. Với những đường công danh sự nghiệp của một người, nó có thể là được tiết lộ qua những đường công danh trong lòng bàn tay. Và để tìm hiểu thêm về cách xem chỉ tay và để biết được vận thế của chính mình, khi chúng ta đi xem bói chỉ tay để biết được vận mệnh của một người, không thể nào bỏ qua những thông tin nó tiết lộ qua đường công danh. Và đây là một trong những đường chỉ tay nó xuất phát từ ngón áp út ở trong lòng bàn tay. Đặc biệt là đường chỉ tay này không chỉ là tiết lộ lên vận trình sự nghiệp, mà nó còn nói lên những thông tin tổng quan về cuộc đời và vận mệnh, cả tình duyên của người đó. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với người mà chỉ có một đường công danh, với một bàn tay chỉ có một đường công danh hay còn gọi là đường công danh đơn. Nếu như đường công danh hình dáng rõ ràng, đậm nét và không bị các đường chỉ tay khác đan xen hoặc là chằng chịt thì đây là một trong những nét tướng rất tốt. Với trong việc xem tướng bàn tay thì đây là người có tài trí hơn người, rất giỏi giang, rất nhiều chuyện nên vận trình sự nghiệp của người này vô cùng hanh thông. Với một bản thân là người có tài có trí lại có năng lực nên con đường công danh của họ rất suôn sẻ, gặp nhiều điều thuận lợi và may mắn. Có thể nói người này không bao giờ thiếu cơ hội để thăng tiến. Chỉ cần họ biết nắm bắt cơ hội thì sẽ tiến xa hơn ở trong tương lai và giành được nhiều vị trí cao và đảm nhận nhiều trọng trách được rất nhiều người kính nể. Và các bạn thân mến, về thứ hai là đối với bàn tay mà có nhiều đường công danh. Khi soi kỹ lòng bàn tay mà thấy mình có nhiều đường công danh nó xuất hiện ở trên đó thì bạn có thể mừng thầm rồi đó. Bàn tay của bạn mà có nhiều đường công danh, nó là một trong những dấu hiệu của người vô cùng tài năng, có nhiều sở trường, có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Nói một cách khác thì đây là người đa tài đa nghệ, lại có khả năng thích ứng cao nên họ có thể linh hoạt trong mọi công việc và có nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Họ luôn biết mình là gì, mình muốn gì và phải làm thế nào để có được những điều đó, và tự tin vào bản thân. Với người có nhiều đường công danh ở trong lòng bàn tay thì luôn sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề có thể nảy sinh và giải quyết chúng một cách hiệu quả nhất. Chính là nhờ vào những người này mà gặt hái được nhiều thành công vang dội trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên thì có một nhược điểm mà người này cần phải khắc phục, đó là tính tự tin thái quá, đôi khi cũng biến tướng nó thành tự kiêu. Thêm nữa, bạn lại khăng khăng làm theo ý mình, có phần hơi trẻ con. Đây là người hiếu thắng, rất dễ gây thù địch cho chính mình. Nếu như khắc phục được nhược điểm này cùng với tài năng và những tinh thần trách nhiệm sẵn có thì chắc chắn họ sẽ là người có vị trí cao trong xã hội và sẽ được đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Và các bạn thân mến, về thứ ba là đối với người có bàn tay mà không có đường công danh. Cũng như trên đã nói thì người có bàn tay chỉ có một đường công danh và người sở hữu nhiều đường công danh. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt khi mà bàn tay của một người không hề xuất hiện bất cứ một đường công danh nào, thì điều này nó thể hiện đây là một người có tư chất bình thường, không có gì nổi trội trong cuộc sống và luôn có cuộc sống bình lặng và yên ả nhất. Về đa phần thì họ là người không có quá nhiều tham vọng, cũng không đặt cho mình những ước mơ quá cao xa hoặc những mục tiêu quá lớn, mà luôn có cuộc sống giản dị nhưng rất thực tế. Nhìn một cách tiêu cực thì họ là người an phận thủ thường, thiếu chí tiến thủ và dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng nhìn từ góc độ khác thì họ là người không có nhiều tham vọng nên dễ có được cuộc sống bình yên, không phải lo lắng gì nhiều, an nhàn hưởng thụ, không vất vả ngược xuôi, sống trọn vẹn những gì mình muốn. Tuy nhiên thì đôi khi họ vẫn gặp phải khá nhiều những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống, cũng có lúc là lâm vào cảnh bế tắc, nhưng là nhờ có tinh thần lạc quan, không đặt nặng quá nhiều những kết quả vào mình. Dù là thành công hay không cũng không quá quan trọng, nên họ vẫn giữ được sự bình an ở trong tâm hồn. Và các bạn thân mến, về thứ tư là đối với người có đường công danh mà bị nhiều đường chỉ khác nó chèn lên. Về xét trong cách xem chỉ tay thì nếu như một đường công danh rõ ràng không bị các đường chỉ tay khác cắt ngang, đó là tướng tay tốt, và ngược lại với đường chỉ tay bị các đường vân khác nó chèn ngang chèn dọc, đó là điềm báo không lành về vận thế của người này. Với người có đường chỉ tay như vậy thì là người có tham vọng rất lớn, rất nhiều khát khao hoài bão, xong lại bị định mệnh chiêu ngươi, chẳng có được những gì mình muốn. Họ luôn phải trải qua nhiều sóng gió mới có được sự thành công, cũng như là phải vất vả đua tranh mới có được công việc như ý. Dù là họ cố gắng rất nhiều, là người có tài, xong về vận may không có nhiều, nên người này thường gặp nhiều những điều trắc trở trong công việc, rất dễ phát sinh những vấn đề không đâu, và cơ hội thăng tiến cũng không có nhiều, và nó lại đi đôi với vận trình sự nghiệp là người yếu kém, là đường tài lộc kém, cũng chẳng mấy hanh thông, suốt ngày lo nghĩ, nên phần nào nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người này khi về già. Và các bạn thân mến, về thứ năm là với người có bàn tay có đường công danh thật dài. Về trong nhân tướng học xem tướng bàn tay cho rằng người có đường công danh dài, nếu là càng dài thì người đó gặp rất nhiều may mắn và tốt lành. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống thì người có tướng bàn tay như vậy là đều có nhiều vận may và dễ dàng có được những gì mà mình mong muốn. Với con đường sự nghiệp hanh thông và rộng mở, phát triển một cách không ngừng, đây là đường nhân duyên cũng khá tốt và có nhiều mối quan hệ. Mỗi khi khó khăn, họ lại được quý nhân giang tay giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để vượt qua các cửa ải đó. Còn người có đường hôn nhân tốt đẹp thì vợ chồng luôn bên nhau hạnh phúc, con cháu giỏi giang. Và các bạn thân mến, về thứ sáu là đối với người có đường công danh nhạt và nó mất dần tại gốc ngón tay áp út. Xét về thuật xem tướng thì đây là tướng tay rất xấu, bởi chủ nhân của bàn tay này phải đối diện với rất nhiều thất bại trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương thì phải chịu cảnh oan ức, quýt làm cam chịu, chẳng được thăng tiến mà còn bị hủy hoại về thanh danh. Với người có đường chỉ tay công danh nhạt dần tại vị trí này mà theo nghiệp kinh doanh thì khó tránh khỏi những họa phá tài. Tiền của có thể kiếm được nhiều nhưng cũng mất đi rất nhanh, rất hao tài tốn của và thường bị nhiều người khác lừa gạt. Và các bạn thân mến, về thứ bảy là đối với người có bàn tay có đường công danh sâu đậm, rõ ràng và hồng hào. Điều này nó áp dụng với bàn tay có đường công danh hay nhiều đường công danh. Nó tiết lộ về xem chỉ tay với những bậc thầy trong nhân tướng học cho rằng đây là tướng tay của người rất giỏi, có khả năng lãnh đạo và quyết đoán trong các việc, là nắm bắt thời cơ, giành được nhiều ưu thế trong cuộc sống. Đặc biệt người này là người tự tin, có khả năng thuyết phục người khác tốt, là người có danh tiếng cũng khá tốt, nên nếu có ý định bước chân vào con đường chính trị thì rất có khả năng thành công rất cao. Và các bạn thân mến, về thứ 8 là đối với người có đường công danh mà loạn sóng. Điều này nó thể hiện với sự mềm yếu ở trong tính cách của chủ nhân có bàn tay này. Với bàn tay có đường công danh gợn sóng, nó tiết lộ về tính cách thiếu quyết đoán của người này. Mặc dù người có ý tưởng nhưng không có dũng khí để thực hiện nên rất khó làm nên nghiệp lớn. Họ là người có tính cách mềm yếu, thiếu tự tin. Chính vì bản thân mình luôn lo sợ thất bại ngay cả khi chưa bắt đầu, nên nếu có cơ hội đến, họ không đủ can đảm nắm bắt, để lại có nhiều tiếc nối. Chính vì thế mà lỡ mất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, về thứ 9 là đối với người có đường công danh, nó bắt đầu kết thúc ở gò thái âm. Về trong việc quan sát tướng tay này, nếu thấy đường công danh nó bắt đầu mà kết thúc ở gò thái âm ở trong lòng bàn tay thì có thể đoán định được rằng đây là người rất giàu tính sáng tạo và yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là văn chương. Người này có tính tình thơ mộng và rất lãng mạn. Họ rất thích hợp làm những việc có liên quan đến văn chương hay nhà thơ hoặc nhà báo, nhạc sĩ gì đó. Tuy nhiên thì chỉ nhìn vào đường chỉ tay này mà không thể biết được họ là người có tài năng về những lĩnh vực khác. Chỉ là xu hướng nghề nghiệp của họ thường như vậy mà thôi. Song nếu có tài thì người này chắc chắn sẽ xây dựng được sự nghiệp rất to lớn và nổi tiếng, thành công một cách vang dội. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.